đều ở trẻ cái đời sớm hơn chiến tướng khá nhiều. Vâng, sớm hơn một tôn cung hoặc một nửa tôn cung nhưng sau đó đều bị thất bại. Vâng, đen đủ đây rồi, bãi quả. Bãi quả sát với bãi đá nhưng vẫn ăn ngon. Vâng, thực ra là vẫn ăn ngon luôn, không hề ấn gì cả. Vâng, nhét dần ở phía bên trong, sau đó đóng chiếc BG. Vâng, chuẩn rồi. Phải nói chim sẻ tay rất nhanh mới có thể đóng một chiếc BG đẹp như thế này. Đúng như vậy. Quá đẹp so với quy định. Chúng ta hãy cùng cổ vũ chim sẻ để động viên chim sẻ có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Bài này nhìn thì vẫn chưa thấy dừng đâu rồi. Mở mắt ra mà thấy trống hoa trống hoa. Đây rồi. Vừa nhắc tới thấy dừng luôn. Mặt đẹp ở chỗ nào đây? Vâng, mặt đẹp thì ở ngoài rồi. Khá đáng tiếc. Kín luôn không? Vâng, một chữ E là kín. Một cánh rừng dừa luôn. Vâng, bài nhìn khá trống trải. Ở nhà chính các bạn thấy gỗ cũng hơi xa. Không hề đẹp chút nào. Không sao, chúng ta hãy chờ đợi ở chim sẻ một trận đấu xuất thần. Xuất thần như trận đấu đầu tiên để có thể mang về chiến thắng. Đây rồi, đây là vị trí đặt ế đẹp. Chim sẻ dò cực kỳ kỹ. Vâng, những bước giò tiếp theo chim sẻ vẫn chưa tìm ra gì. Vâng, đây là một cánh rừng thông nữa. Hiêu vòi đâu hết cả rồi. Vâng, đây là bãi hiêu đầu. Chim sẻ quyết định lùa lên cánh rừng. Không lùa về nhà mà lùa lên rừng cũng hợp lý thôi. Chim sẻ sẽ ép gỗ nông dân ở nhà, chỉ ép gỗ thôi. Lại là một cánh rừng đẹp nữa. Như vậy nhà chim sẻ chỗ này có khá nhiều rừng đẹp. Nhưng đồ ăn mới chỉ có một bãi hiêu đầu gồm có 4 con hiêu. Vâng, hơi nhỏ. Ăn S ở đâu đây? Các bạn hãy chờ xem. S ăn nhiều luôn hay là S ở chỗ rừng đẹp này? Vâng, như vậy là chim sẻ đã quyết định ăn bầy hươu đầu cùng với chiếc S đóng vào một cánh rừng thông khá đẹp. Bây giờ thì phải tiếp tục cho hai dân đi dò để tìm những đồ ăn mới. Ngoài bầy hươu đầu thì chưa thấy gì, chỉ toàn những cánh rừng đẹp thôi. Chưa thấy thêm voi cũng như là thực. Vâng, đây rồi, bãi quả phụ. Tuyệt vời luôn, đóng luôn. Chuẩn bị đóng BG luôn là đẹp rồi. Vâng, có một vị trí đặt chiếc S thứ hai cũng khá đẹp. Vâng, đây sẽ là chiếc BG. Chiếc BG thứ hai không đắn nó với chiếc BG đầu tiên. Nhưng không sao, vẫn ăn ngon là được rồi. Vâng, như vậy là sẽ có thêm đồ ăn gì nữa đây? Tôi vẫn chưa nhìn được thêm đồ ăn. Đây rồi, đây là bãi hiêu thứ hai, nhà chim sẻ đi nắng, cũng ở một cánh rừng thông. Chiếc S thứ hai này cũng có hai nhiệm vụ, một là ăn gỗ và hai đó là ăn hiêu. Vâng, xả thịt, chuẩn bị đồ thịt kích đờ. Đây là một bãi hiêu 6 khá hoàn mỹ. Không được rồi, một con hiêu do bị lát. Kích đời 8 phút 17 với 25 dân AC. Làm gì bây giờ? Ép bãi hiêu chăng? Vâng, ép bãi hiêu để có thể lên được đời. Trận này đánh chắc nhà hay là đánh gì đây? Đây chiếc S thứ 3.
Vâng, trên này chắc nhà rồi. Không có kiểu ăn hoang dưng A nữa rồi. Vâng, 3BS ở 3 cánh rừng thông quá đẹp so với quy định. Sẽ vô BB ở cánh từ trên 12 giờ xuống, tôi nghĩ là như vậy. Đây rồi, đây sẽ là dãy BB và BM. Còn BA sẽ dâng lên ở... Vâng, BA dâng đâu đây? Vâng, đây mới là BB. Đặt ở gần bãi quả phụ. Và BA sẽ đặt ở hướng chỗ bãi quả đầu. Như vậy là chuẩn bài. Vâng, xem lên đời. Chưa ai lên đời cả. Tôi không biết là chim sẻ xem nhanh như vậy, tôi không nhìn rõ dân của chiến tướng nó bao nhiêu. Nhưng mà không sao, tôi vẫn hy vọng là chim sẻ sẽ kích ở đầu 10. Vâng, trận này sẽ kích ở 10-40 rồi. Không thể sớm hơn. Thì các bạn biết rằng là 10-18 mới bắt đầu kích đời. Thì sẽ nhà phải mất 20 giây. Thậm chí bây giờ gỗ còn chưa đủ. Thực cũng chưa và gỗ cũng chưa. Vâng, khó rồi, trận này không thể 10-40 được rồi. Sẽ phải là 10 độ quấy 10, 10 năm mấy chẳng hạn. Vâng, đủ rồi. Xây xong BA, vâng, 10-57 rồi. Kích. Vâng, như vậy sang đầu 11, 11-02 với 26 dân AC. Hơi muộn so với quy định rồi. Một trận đầu 11 duy nhất của chim sẻ ở trong ngày hôm nay, kể cả đánh giam đầm thì chim sẻ cũng kích. Vâng, chim sẻ cũng kích lên ở đầu 10, chuyện quá bình thường. Đánh xe ngày đầu 9 tròn như vắt chanh. AC đây là trận duy nhất sang đầu 11. Chiến tướng lên đời chậm hơn chim sẻ khoảng 10 giây. Vâng, khoảng 10 giây thôi. Như vậy là tân cung của chim sẻ còn nếu có sai đến nơi. Và tôi cũng nghĩ rằng là hai anh kim thủ đến đời 3 cùng nhau thôi, vì chim sẻ đang bị lỗi gỗ. Lúc tôi đời 2 lên đời 3. Như vậy là ngang phèo nhau, mà ngang phèo nhau thì cửa của chim sẻ lại hơi khó rồi. Thế nhà cũng không có gì là đẹp cả. Nhà này chỉ là khỏe thôi chứ không đẹp. Khỏe thì cũng phải lên đời trước hẳn thì mới có lực nhiều hơn. Chứ còn tôi nói thật là khỏe như này thì cũng bình thường thôi. Không có gì là lợi thế hơn chiến tướng cả. Vâng, bắt đầu giã ruộng rồi. Đã có 3 chiếc ruộng. Tôi ăn năng bú hoang 1-2 cây quả còn sót lại ở bãi quả phụ. Vâng, chính xác là 2 cây. Xem tham. Vâng, vẫn đang cân, chiến tướng điểm đang cao hơn. Dường như chiến tướng đã dâng A. Điểm cao hơn, dò đường nhiều hơn, chứng tỏ dâng A. Vâng, ra các dự là như vậy thôi. Chứ còn điều gì cũng có thể xảy ra cả. Tôi nhọ rồi. À, vâng, lên đời xong nó cứ bánh xe ngay. Không xem là game thủ nó lên đời trước, tôi chưa kịp nhìn. Quá khó rồi. So nhanh như vậy thì quá khó, những người bình thường của chúng tôi có thể theo dõi được. Bây giờ chốt E rồi, đến dãy này luôn. Bắt đầu vẽ ruộng. Vâng, đã có 6 cái ruộng. Trên này chim sẻ đánh 5BA hay 4BA đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Đã có 7 chiếc, nhưng mà chỉ làm được 6. Vâng, gỗ khá dồi dào. Vâng, 4BA. Vâng, sắp đều luôn. Cho nó đóng E. Vâng, gỗ hơi thiếu. Vâng, vừa xem nhầm. Vâng, liên tiếp sâu ruộng. Như vậy chiến tướng lên đời sau. Phải chăng chiến tướng sẽ đánh với 5BA? Tôi nghĩ là như vậy. Chim sẻ bắt đầu mang đi công. Vâng, quyết định công nhà. Ở một thế mà chim sẻ bắt buộc phải thắng mới có cơ hội giành thắng chung cuộc. Thực ra thì chiến thắng nó chỉ là gỡ hòa thôi. Thắp nên hy vọng giành chiến thắng. Thì chim sẻ đã xuất quân 4 con cung giờ đầu tiên nhà mình rồi. Vâng, đây rồi, 5BA của chiến tướng. Tôi đoán 5BA bởi vì lên đời muộn như vậy, chắc chắn là đánh 5BA. Vâng, chuẩn luôn là 5BA, nhưng dễ hàng nghe cực kỳ dài. Tiếp tục là 4 con cung R. Đẩy đâu đây? Oh,
chia sẻ là thi đấu hết sức cố gắng. Vâng, chưa một người được đánh giá là người đánh AC hay nhất của Trung Quốc. Vâng, bắt bài của chim sẻ đi đường vòng. Nó chiến thắng quá tỉnh, quách tĩnh ở đây. Vâng, vẫn hở. Vâng, không hở, đây là chiếc ruộng. Nén thôi, không có đường vào. Lúc này tôi nghĩ rằng chim sẻ này phát triển to nên cứ cần cố 2 và sau đó lên 50A ngay. Nếu không để dền dứ, khi mà sắp đều 4BA và 5BA, khi mà mỗi người được đều được 5 tơn cung thì sẽ chênh lệch nhau khá nhiều. Chênh lệch nhau dẫn đầu là cả một vấn đề lớn. Vấn đề quá lớn. Vâng, ở nhà của chim sẻ có khách. Vâng, con tên này sẽ nằm xuống. Lúc này thì chim sẻ phải chăng sẽ lên nhà BA thứ 5. Chuẩn bị lên BA thứ 5 thôi. Vâng, lên chặt cô 2 trước. Lên BA thứ 5, à thứ 5 sau. Vâng, chuẩn rồi. Đúng những gì mà tôi muốn. Vẫn sóc đều 4 con cung G trong nhà A. Có vẻ chim sẻ đang khá chắc bài. Anh không muốn trận này bị thua. Không, không ai muốn thua cả. Chính xác là như vậy. Vâng, bắn thẳng vào nhà BA của game thủ chiến tướng. Vâng, đứng bắn A. Đúng phong cách của chiến tướng thể hiện với tất cả các game thủ khác trên bàn AOE. Khi mà đẩy nhà A thì đứng bắn A, không làm gì cả, chỉ đứng bắn A thôi. Chim sẻ vừa chết mất 2 con cung G, rất đáng tiếc. Vâng, chiến tướng quá đông cung G. Rút lui thôi. Tưởng chừng như là chim sẻ có thể bắn được ai không được. Chim sẻ của thiệt hại mất 1 con cung G rồi, mất 3 con cung G là cái chắc chắn rồi. Không hiểu sao chim tướng chạy cung G nhanh như vậy. Con cung G chạy quá nhanh. Đang đấu quân. Đang đấu quân giữa nhà của chim sẻ và chim tướng. Chim sẻ đang bị thiệt hại hơn do chim tướng dàn quân quá hay. Dàn quân ra hình cánh cánh cung và nói rằng là về cái khoản điều giờ này thì đúng là chim tướng không có đối của nền AOE thế giới. Vâng, ùn ùn chạy vào nhà của chim sẻ đi nắm. Chiến tướng có rút lui không? Không rút lui. Quyết định ở lại đấu quân vì rằng là chiến tướng đang đông quân hơn. Chim sẻ liên tiếp vẽ thêm A. Sóc không biết có đều không nhờ liên tiếp vẽ thêm A. Nhưng mà là thứ 7 hay thứ 8 thì phải. Như vậy là thứ 7. Chiến tướng đang ùn ùn kéo quân về nhà của chim sẻ đi nắm. Ông này xoắn. Chim sẻ đang thể hiện rằng là vâng, timeline, không xem timeline, chỉ xem một cái gì đó. Tôi không biết. Vâng, vẽ thêm ruộng, để có thể lên 7BA rồi. Vâng, đã hoàn thành 7BA rồi, rất may mà 4 nhân dân còn ít máu nhưng không bị chết. Nhưng mà chủ tướng hiện đang chuyển từ thế thủ đến thế công. Sau khi thủ đến công, anh đã chuyển sang thế công toàn bộ rồi. Vâng, đấu ngựa giờ. Đến giờ phút này tôi có thể khẳng định rằng là chim sẻ là người điều giờ phải nói là hay nhất ở Việt Nam rồi. Không hề xoắn trước người điều giờ của Trung Quốc. Thiên nhang và điều giờ không hề xoắn chút nào. Vâng, chim nhang phát triển, chim nhang lên đầu nhang. Đấu chim nhang của điều giờ. Thời điểm này chim sẻ chẳng còn nhóm ai ở Việt Nam nữa rồi. Thời gian nước ngoài càng nhiều thì càng tốt. Và lưu Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Vâng, dân nhà chính sách đầy nhưng không có thể phát triển. Tay phát triển từ đầu chiến tướng và ok các bạn đều là một chiến tướng lên nhà thứ 8. Vâng, bắt quân ok ngon ok bắt quân quá hay của chiến tướng. Vâng, khó rồi, chiến tướng đang quá phũ vàng. Nhà không bị mất dân, nhà chim sẻ ra cũng không bị mất dân đâu. Nhưng mà chiến tướng điều giờ hay hơn cũng là như vậy. Dàn quân bao giờ cũng là hình cánh cung, các bạn có thể để ý. Để làm như vậy có nghĩa là phải đánh công kích nào đó. Có lẽ sau trận đấu này chim sẻ phải phát hiện ra cái điều ấy. Dàn quân lúc nào cũng là hình cánh cung, giống như cung A đồ ăn. Khi các bạn cầm một chiếc cung A chỉ vào một cái nhà, cung A bao giờ cũng dàn ra hình cánh cung. Không biết cung G thì thế nào, có phải giống như vậy không? Đấu này ra thì chim sẻ đang bị ốp khá mạnh. Vẫn có thể chống đỡ được. Nếu mà ra được thì vẫn có thể đỡ được. Chim sẻ bắt đầu gom dân để đỡ nhà rồi. Con dân dài đập đỡ nhà. Con dân đang khá thừa. Chỉ có
chỗ là xin xin luôn. Sẻ đang có 8 nhà. Vâng, chị chắc là 7. Đã lên được đến 7 nhà rồi. Và cũng là một thành công rồi. Vâng, nó là của chúng tôi rất đông hơn. Chị sẻ mặc dù đây đang là của chị sẻ. Chúng ta sẽ liên tiếp kéo thêm con chim gờ xuống và chia sẻ ốp nhà của chim sẻ đi nắng. Vâng, đúng rồi, tôi vừa nói xong. Chúng tôi kéo ngay phân đồ, gọi ngay đồng đội, quyết định. Đều theo kiểu 5 nhà, có nhà 5 này, nhà có nhà 6. Chiến tướng vừa kéo thêm 2 con cung, không biết là 7 con, 7 nhà 2 là 8 nhà A. Nhưng mà đang lao thẳng vào nhà của chim sẻ đi nắng. Rồi phải rút quân rồi, khó rồi, phải nghe rút quân. Chúng tôi đã ép chim sẻ vào thế đường dùng đem thế chân đường đúng hơn. Quá khó, cái này đã lên đời trước. Vâng, 3 trận lên đời trước và bị thua. Phải chạy chiếc xuống, bắt được bài của chim sẻ. Đi theo to với trận công của chim sẻ. Không hay bằng công của chiếc xuống. Nhà A của chim sẻ cuối cùng đã bị ốp rồi. Quá khó. Cung ra để ăn được không? Không ai cho em đặt thôi. Vâng, chiến tướng vừa đang cười. Chiến tướng đang hai con kèo đấu đã đi ngay rồi. Vâng, xin chúc mừng chiến tướng. Hai đã bị đè. Vâng, chim sẻ đã phải chịu thua. Tỷ số là 3-1 cho chiến tướng. Như vậy là ở trong 3 kèo, chim sẻ đã thua ở kèo Seng và kèo AC, thắng kèo Giam Đừng. Thua kèo Seng 3-1, kèo AC 3-1 và Giam Đừng thắng 3-0. Vâng, xin chúc mừng chiến tướng. Chúc mừng cả chim sẻ. Hôm nay chim sẻ có một trận ngày thi đấu quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà đối đầu với người đánh cung R hay nhất Trung Quốc, chim sẻ dường như là đã có tiến bộ hơn sau trận đấu với Biasin. Nhưng mà vẫn chưa đạt đến tầm để có thể đánh với cung R của chiến tướng được. Vâng, xin chúc mừng chiến tướng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tôi thường hoạt trực tiếp tiếp theo. Hôm nay GTV chúng tôi đã phục vụ các bạn trên 3 kênh GTV1, GTV2, GTV3. Giữa trận đấu thì GTV2 đã bị đứt khi mà không để vào quay máy của game thủ chiến tướng được. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi tôi thường hoạt trực tiếp tiếp theo. Gần đây nhất có lẽ là sẽ là trận đấu với Seng Long vào ngày mùng 10 tháng 9. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.